Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ miễn trách nhiệm hình sự cho những người không có động cơ vụ lợi trong đại án Việt Á. Hơn 80 ông đồ hội ngộ ở triển lãm thư pháp lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy công an bắt cóc bé trai 7 tuổi. Tàu thám hiểm Luna 25 của Nga đã đi vào quỹ đạo mặt trăng. Thưa quý vị, chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ 24 về phòng chống tham nhũng tiêu cực liên quan việc xử lý các vụ án lớn trọng điểm của cả nước. Đối với đại án Việt Á, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết đã có chủ trương phân loại xử lý người vi phạm. Cụ thể, người ở nhóm thứ yếu không có động cơ vụ lợi trong vụ án Việt Á sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và công ty Việt Á, người cầm đầu, chủ mưu, vụ lợi sẽ bị nghiêm trị. Nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự là những người thứ yếu, phụ thuộc. Họ theo chỉ đạo từ cấp trên phải làm mọi cách để có kit xét nghiệm cho người dân ở tuyến đầu chống dịch và không được hưởng lợi, chủ yếu vi phạm trong hoạt động đấu thầu. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trương nghiêm khắc nhưng nhân văn này nhằm để đội ngũ y bác sĩ, những người không may bị xử lý, sẽ yên tâm công tác. Đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 111 người trong chùm 33 vụ án liên quan công ty Việt Á. Trong số này có 3 nguyên ủy viên Trung ương là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cùng hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế tại nhiều địa phương. Các cơ quan tố tụng cho biết từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng kết thúc điều tra, truy tố và xét xử vụ án. Liên quan đến dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chậm tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, hôm qua lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã phải tổ chức buổi báo cáo làm việc với các đơn vị để thống nhất phương hướng xử lý. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km. Để triển khai dự án, tỉnh phải thu hồi gần 290 hectare đất của nhiều tổ chức và khoảng 3.700 hộ dân, trong đó có hơn 1.500 hộ cần bố trí tái định cư. Tuy nhiên, đến nay toàn dự án mới bàn giao được khoảng 8 hectare mặt bằng. Tất cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời, 4 khu tái định cư phục vụ dự án chưa được xây dựng. Các nhà thầu dù đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực nhưng vì thiếu mặt bằng nên việc thi công bị ngưng trệ. Mới đây, chính phủ giao Đồng Nai phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào cuối năm nay. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản trong tháng 10 tới, nhanh chóng xây dựng các khu tái định cư, xác định giá đất cụ thể để bồi thường tại dự án, ưu tiên thu hồi trước đất cao su của tổ chức để bàn giao cho chủ đầu tư. Thưa quý vị, tình trạng mất việc, giảm giờ làm kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay đã gây khó khăn cho hàng ngàn lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh. Không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà tại nhiều tỉnh thành khác, hàng ngàn lao động đã phải bỏ về quê. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn người cố gắng bám trụ dù cho cơn bão thất nghiệp đang khiến cho gia đình họ lao đao, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn phòng trọ chật hẹp này là nơi trú ngụ của 7 thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh. Gần 5 tháng này, gia đình ông không thể trả nổi tiền phòng trọ vì 5 lao động chính đều thất nghiệp. Bây giờ cũng chạy công việc làm dữ lắm nhưng mà chạy không ra. Chọn ở lại thành phố, vợ chồng bà Lâm Hồng Y quê tỉnh Bạc Liêu nhận làm hạt điều thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 25 đến 30.000 đồng. Đó giờ lên đây ở trọ này cũng mấy năm rồi, mà có năm nay là khó khăn chứ lắm. Tới mà đi lặt rau người ta còn không mướn. Những cái người đó là ăn là không có, chứ đừng có nói mà tiền mà đóng. Cho thiếu 4-5 phòng, 4-5 tháng rồi, không có tiền đóng. Nhiều phòng như những cái ông đó rồi. Chỉ còn phải mua đồ ăn cho người ta, lâu lâu còn phải cho đồ ăn. Trước số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gia hạn triển khai gói hỗ trợ. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho người lao động là công đoàn viên và chỉ mới giải quyết được 1/5 trên tổng số hơn 10.000 người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp của tỉnh. Hôm qua tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người dân và du khách đã đổ về hào hứng tham quan trải nghiệm triển lãm thư pháp Việt với quy mô lớn nhất thành phố. Mang chủ đề Cội nguồn, triển lãm là hoạt động thường niên trước thềm đại lễ 2 tháng 9 và hướng đến kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Nhà văn hóa Thanh niên. Ban tổ chức cho biết triển lãm đã từng phải ngừng một thời gian dài vì dịch Covid-19. Đây là lần trở lại với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 160 tác phẩm của hơn 80 ông đồ đến từ 24 tỉnh thành trên cả nước. Thực sự là rất lâu rồi anh em thư pháp mới có dịp để hội tụ vào một cái buổi triển lãm mà nó được tổ chức một cách quy mô và chỉnh chu như thế này. Tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để cho tất cả các ông đồ có thể gắn kết với nhau hơn. Các tác phẩm được sáng tạo, viết, thậm chí theo dệt trên đa chất liệu đã mang lại sức hút với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng tôi tin rằng là với cái sự quy tụ của nhiều nhà thư pháp trẻ tham gia trong đợt này, nó là một cái sự chuẩn bị để có thể tổ chức thành công hơn nữa các cái hoạt động viết thư pháp trong một cái dịp xuân về, đặc biệt vào cái dịp Tết của năm Giáp Thìn sắp tới. Trong sáng ngày khai mạc, nhiều bạn trẻ còn được nghe ông đồ chia sẻ về thư pháp Việt, đồng thời còn được tặng chữ, thưởng thức trà đạo và tham gia workshop viết thư pháp. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, bức xúc cảnh xe tải ủi một tài xế taxi sau va chạm giao thông. Thu giữ hơn 1,2 tấn thịt heo bẩn chuẩn bị được đưa ra thị trường. Thưa quý vị, tối qua Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội là Nguyễn Đức Trung, thượng úy, cán bộ đang công tác tại đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Theo văn bản đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Việc tước danh hiệu này làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Trung sử dụng ô tô lắp biển số giả di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi, Trung mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su. Tuy nhiên, khi thấy bé trai chạy xe đạp một mình thì Trung đã bắt cóc cháu bé để đòi tiền chuộc. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng đã bắn bị thương một chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên. Hôm qua, cư dân mạng bức xúc khi xem một clip video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe tải hạng nặng ủi một tài xế taxi trên đường sau va chạm giao thông. Qua tìm hiểu, tài xế xe taxi ông Trần Văn Trương cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ ngày 15 tháng 8 trên đường tỉnh Lộ 8, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vào thời điểm trên, ông Trương điều khiển xe taxi chạy từ huyện Cư M'gar về thành phố Buôn Ma Thuột. Khi xe đi đến gần vòng xoay giao nhau với đường 30 tháng 4 thì một chiếc xe tải chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên rồi va chạm vào xe taxi của ông, làm phần hông xe bị chảy xước và gãy một bên kính phụ. Ngay sau đó, ông Trương cho xe chạy lên phía trước, yêu cầu tài xế xe tải xuống xe để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tài xế này không chịu dừng xe. Lúc này, ông Trương đứng ngáng trước đầu xe tải, nhưng tài xế vẫn cho xe tải ủi ông đi khoảng 20 mét rồi mới chịu dừng lại. Cũng theo ông Trương, sau khi sự việc xảy ra, chủ xe tải đã đến xin lỗi và đền bù cho ông 7,5 triệu đồng để sửa xe. Chiều qua, Công an phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ điều tra vụ một nhà dân trên địa bàn liên tục bị tạt sơn. Chủ căn nhà bị tạt sơn là ông NVT cho biết, sáng qua khi ông thức dậy thì phát hiện căn nhà của mình bị tạt sơn đỏ. Theo hình ảnh camera an ninh, vụ tạt sơn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng qua. Ông T cũng cung cấp thêm thông tin trước đó có cho một người em vợ tên D ở cùng, người này hiện đi đâu không rõ. Gần đây, một số người lạ đến nhà ông T tìm D để đòi nợ số tiền hơn nửa tỷ đồng. Dù không liên quan nhưng do thường xuyên bị những người tới đòi nợ quấy rầy, khủng bố tinh thần nên vợ chồng ông T đã trả 150 triệu đồng. Cũng theo vợ chồng ông T, trước đó vào rạng sáng ngày 12 tháng 8, nhà của ông cũng bị ném sơn và mắm tôm. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi chứa linh dẫn, mã QR code vào website đồi trụy nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Đà Lạt xác định có nhiều tài xế và chủ xe ô tô nhận được danh thiếp có chứa đường link, mã code vào web. Các đường dẫn trên đều chứa mã độc chuyên dùng để đánh cắp thông tin dữ liệu người dùng. Công an triển khai truy tìm và đến 16 giờ ngày 15 tháng 8 đã bắt quả tang hai đối tượng tại phòng trọ trên đường Hào Huy Tập cùng tang vật là hàng ngàn tờ rơi. Nhóm này khai được thuê phát tờ rơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng với giá 1.000 đồng một tờ. Mỗi ngày các đối tượng phát khoảng từ 3.000 đến 5.000 tờ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án hàng chục năm tù nhưng vẫn đi buôn ma túy, hôm qua đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh trú tại Bình Thuận đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án tù chung thân cùng với các bị cáo Hồ Viết Dương, Hồ Minh Định. Riêng đối tượng Nguyễn Đình Thượng, quê Lâm Đồng, bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Theo cáo trạng, trước đó vào năm 2016-2017, bị cáo Kim Anh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt tổng cộng 32 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Kim Anh đã tìm mua ma túy, sau đó thuê Dương và Định mang đi bán lại cho các đối tượng khác, trong đó có Thượng. Tổng cộng, Nguyễn Thị Kim Anh và các đồng phạm đã vận chuyển mua bán hơn 1 kg heroin và hơn 3,5 kg thuốc lắc. Hôm qua, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện hơn 1 tấn thịt heo bẩn tại một cơ sở thu mua pha lóc thịt heo tại khu phố 6, phường Long Bình. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số thịt này đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở khai nhận đã mua số thịt heo trên tại các lò mổ trên địa bàn tỉnh với giá từ 5.000 đến 8.000 đồng một ký. Sau khi pha lóc phân loại thịt, số thịt heo bẩn này sẽ được đưa đi tiêu thụ tại khu vực tỉnh Bình Dương và một số điểm buôn bán trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý cơ sở theo quy định pháp luật, đồng thời tiến hành tiêu hủy số thịt heo nói trên. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, đám cháy rừng ở Hawaii có thể đã bùng phát do cột điện bị ngã. Đạo diễn Bradley Cooper sẽ tiếp tục ra mắt phim mới Maestro vào tháng 9. Thưa quý vị, một tuần sau khi cháy rừng bùng phát, giới chức đảo Maui, Hawaii, Mỹ cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 106 người. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cháy rừng vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, video do người dân quay lại cho thấy đám cháy có thể đã bùng phát do cột điện bị đổ. Ông Shane True, một cư dân sống tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui cho biết, vào sáng ngày 8 tháng 8, ông phát hiện một cột điện bị đổ và sau đó tia chớp điện rơi xuống cỏ khô bên dưới, bùng phát thành lửa. Ông True gọi lực lượng khẩn cấp, sau đó phát trực tiếp trên mạng xã hội cảnh ông nỗ lực dập lửa bằng vòi tưới cây. Lực lượng khẩn cấp đến và bắt đầu phun nước. Một số công ty xây dựng cũng điều xe nước đến để hỗ trợ. Khoảng vài giờ sau thì họ nói là đám cháy đã được khống chế. Thế là chúng tôi xem như đã xong rồi. Nhưng đến chiều thì gió tiếp tục thổi mạnh, có thể đã khiến đám cháy bùng phát trở lại. Công ty điện lực Hawaii hứng chịu chỉ trích trong những ngày qua do đã không cắt điện khi có cảnh báo gió lớn và khi hàng chục cột điện bắt đầu ngã đổ. Theo các chuyên gia, bằng chứng ban đầu cho thấy nhiều đám cháy có thể đã bùng phát bên trong và xung quanh thị trấn Lahaina vào ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên, không có ghi nhận về sét đánh hoặc các nguyên nhân tự nhiên khác dẫn đến cháy rừng. Hôm qua, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết tàu thám hiểm Luna 25 đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng. Đây được xem là một bước tiến lớn của Nga trong việc trở thành quốc gia đầu tiên phóng tàu vũ trụ tới cực nam của mặt trăng để tìm kiếm bằng được. Theo Roscosmos, tàu Luna 25 vào quỹ đạo của mặt trăng vào lúc 11 giờ 57 phút theo giờ Nga. Toàn bộ các hệ thống trên tàu đều hoạt động bình thường, kết nối liên lạc vẫn ổn định. Tàu Luna 25 sẽ đi quanh mặt trăng trong khoảng 5 ngày, sau đó chuyển hướng để đáp xuống cực nam của mặt trăng, dự kiến vào ngày 21 tháng 8. Theo Anatoly Zak, chuyên gia về các chương trình không gian của Nga, việc Luna 25 tiến vào quỹ đạo mặt trăng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng thành công của dự án. Chuyên gia trên cho rằng Luna 25 không chỉ đơn thuần là một sứ mệnh mà nằm trong một chiến lược không gian rộng lớn hơn của Nga, có thể kéo dài đến 10 năm. Theo kế hoạch, sứ mệnh của Luna 25 là nghiên cứu cấu trúc bên trong mặt trăng và khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước. Ngoài ra, tàu cũng sẽ nghiên cứu tác động của các tia vũ trụ và bức xạ điện từ đối với bề mặt mặt trăng. Dự kiến tàu Luna 25 sẽ hoạt động tại cực nam của mặt trăng trong 1 năm. Hội nghị Robot Thế giới đang được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Nhiều công ty đã mang đến sự kiện thường niên này những robot hình người và những chú chó robot được thiết kế để phục vụ và bầu bạn với con người. Công ty X-Robot giới thiệu những người máy được trang bị lớp da giống với da người và các khớp chuyển động linh hoạt. Khách đến gian hàng có thể đứng trước camera, nét mặt của họ được thu thập và trải qua quá trình phân tích của thuật toán trí tuệ nhân tạo. Robot từ đó sao chép những cử động trên gương mặt của họ. Còn đây là Go2, robot 4 chân của công ty Unitree Robotics. Chú chó robot này có thể tương tác với con người, thậm chí là tuân theo các hiệu lệnh đứng lên hay nhảy nhót. Robot này cũng có thể hỗ trợ con người làm các việc như nhận kiện hàng. Tính năng nổi bật nhất chính là LiDAR 4D. Robot có thể nhận biết môi trường xung quanh theo thời gian thực và tự động tránh chướng ngại vật. Xiaomi, công ty nổi tiếng nhất với việc sản xuất điện thoại thông minh, mang đến sự kiện robot CyberDog 2. Nhờ được trang bị mô hình AI, robot này có thể được huấn luyện và nghe lời chủ. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 21 tháng 8. Một nhóm nhảy đặc biệt đang làm mưa làm gió tại Nigeria. Khán giả thưởng thức các màn biểu diễn của họ thường tỏ ra ấn tượng trước khả năng nhảy đúng nhịp dù họ không nghe thấy tiếng nhạc. Nhóm nhạc Deaf Can Dance, tức người điếc cũng biết nhảy, được thành lập từ một dự án vào năm 2020. Samuel James là người sáng lập tổ chức Sims với tham vọng tạo cơ hội cho cộng đồng người điếc cũng như xóa bỏ những định kiến về họ. Chúng tôi muốn phá vỡ định kiến đối với người điếc. Họ có thể không nghe được nhưng vẫn có thể làm những việc khác như nhảy hay diễn kịch. Tôi không hiểu làm thế nào mà họ có thể xác định nhịp điệu. Càng ngày họ càng gây ấn tượng, họ là những vũ công tuyệt vời. Tại Nigeria, các buổi biểu diễn của nghệ sĩ điếc được cho là rất hiếm do người khuyết tật không có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thật vui khi có thể cho khán giả thấy rằng người điếc cũng nhảy được. Tôi rất phấn khích vì chúng tôi đã thành công. Đến nay, nhóm nhảy đã biểu diễn tại nhiều bang của Nigeria và từng tham gia lễ hội quốc tế dành cho người điếc tại Mỹ theo hình thức trực tuyến. Sau thành công của bộ phim Star is Born, đóng cùng Lady Gaga, nam diễn viên kiêm đạo diễn Bradley Cooper đã giới thiệu tác phẩm tiếp theo mang tên Maestro, tức nhạc trưởng. Riêng Cooper được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản truyện thể hay nhất. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, thắng Australia, tuyển Anh giành vé vào chung kết World Cup nữ 2023. Ankara và Manarino đi tiếp vào vòng 3 giải quần vợt Cincinnati Masters. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.